Cơ bệnh viện Đông y xong bây giờ qua bệnh viện lao phổi tỉnh Bình Thuận phát tiếp cho cả nhà. Nhà vào trong kênh nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ giùm mà kênh nè. Cảm ơn cả nhà. Tiếp tục qua bệnh viện lao phổi phát cho cả nhà. Phổi tỉnh Bình Thuận ra Tháp Chàm. Bữa sau lên đường sắt chứ qua đây rồi lên đường sắt nữa trưa. Qua giờ người ta ăn cơm. Qua bệnh viện Đông y xong. Còn cơm à, thì khác này. Dư mớ cơm từ thiện á chứ bạn, vô phát cho ai bệnh nhân ta cần ăn á. Ăn dưới hả? Trời. Phát cái bên bệnh viện Đông y á. Còn ít cơm chay từ thiện ơi, chú nào lấy ăn ăn cơm em dạ, mấy bệnh viện Đông y đó còn dư. Em chú có cơm chay từ thiện này có ai có ăn có lấy nhận. Dạ cơm chay từ thiện có ai ăn thì nhận ăn. À, tao nói có mấy hộp à. Em ơi, ông này ông kia. Có không? Ai tay còn hết, nhận tay hết đó. Có mấy hộp không? Rồi. Mấy hộp anh? Còn có mấy hộp thôi nha. Rồi chia chia mất phòng mình đi. Ừ, có mấy hộp rồi. Rồi em vô phát đâu. Dạ dạ, vô phát em coi luôn nha. Rồi, rồi, rồi. Còn có mấy hộp chứ mấy đâu. Dạ dạ dạ. Tao hết hộp rồi. Thấy không? Rồi có vợ tôi luôn nha.